Tiếp theo là cái mục sản phẩm này, khi click vào đây này thì nó sẽ ra là tất cả những cái danh sách sản phẩm, và đây là cái phần trang này. Thì nếu mà giáo viên có hỏi là ở đây mình sẽ nói là ở một trang của mình sẽ hiển thị là 6 4 12 sản phẩm. Đấy nhá. Thì file của nó đâu? Đây, file sản phẩm này, cái PHP này. Đây. Đây nhá, thì file này của nó là sản phẩm đấy nhá. Ví dụ như giáo viên có yêu cầu là muốn chỉ muốn hiển thị 8 sản phẩm ở trên một trang. Sẽ ở đâu? Sẽ ở đây. 8 sản phẩm. Đấy, 8 sản phẩm trên một trang. Thì ở đây ở trang sản phẩm này thì mình sẽ có thể là ở đây nhá, nó sẽ dành, nếu mà giáo viên có sửa này thì là danh một sản phẩm này, có ai còn chưa tìm thấy này, thì nó cũng nằm ở trang này thôi. Đây, danh một sản phẩm này đấy, có cái này là tổng số trang này, là tổng số sản phẩm tìm thấy, là nó là kết quả tả về nhá, đoạn này này. Còn ví dụ người ta có sửa tách thì cứ sửa ở đây bình thường thôi. Đấy. Ở đây thì có thể là tìm kiếm này, đây là à, xong đây cái sản phẩm đây nhá, cái vào đây thì nó sẽ lọc này. Đây ở đây chỉ lọc cái giá thôi đấy, và có thể là khi kích vào danh mục này, sau đó cũng lọc, có thể lọc giá này đấy. Thì ở cái danh mục còn trang danh mục sản phẩm nằm đâu, đây đây danh mục sản phẩm đây, thì vào phần danh mục sản phẩm này đấy, thì cũng tương tự như ở cái chỗ tất cả sản phẩm này. Hiện tại phần trang đang để 12 này, nếu mà muốn sửa, người ta hỏi muốn sửa một trang bao nhiêu thì cái vào chỗ này sửa thôi. Nhưng mà ở mỗi page nào thì tương ứng về đấy nhá. Đây à, cái đoạn này là đoạn lọc cái giá này. Đoạn này là query này. Đây. Đây, chỗ này là đổ ra này, đổ dữ liệu ra này. Ok. Đấy. Nó chỉ đơn giản thế thôi.